pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and it's giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Why you bullying me? Secure the bag, yeah, I get the bucks. Hôm qua thì hứa với mấy anh em là đi ra ngồi với lại team Well sẽ quay cho anh em vài clip ngắn đồ coi. Nhưng mà cuối cùng thì Mark không có quay cái gì hết. Anh em hiểu như vậy nè. Tại vì hôm qua là từ đầu buổi cho đến cuối buổi của cái bữa ăn á, thì thậm chí là cái team media của bên team Well á, người ta cũng không có móc bất kỳ một cái camera nào ra để người ta quay bất kỳ một cái gì hay là chụp bất kỳ một tấm hình nào. Về phép tắc lịch sự thì mình là khách. Khi mà mọi người đang tận hưởng cái bầu không khí như vậy thì tốt nhất là không móc cái điện thoại ra luôn. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau rất là vui, rất là đông, tầm 20 mấy người á. Sao tối nay thằng nó cứ banh con dây hoài vậy đó, ghiền đánh. Ban đầu là Hưng ngồi kế bên, ngồi nó hỏi chuyện, trong lát cái Glory qua ngồi hỏi ngồi hỏi mà anh chế giễu tôi mấy không đâu, tôi ngồi tôi nói chuyện cho nó nghe. Xong rồi nó hỏi tôi là nhưng mà cái tư duy này là răng gì anh mết. nó kêu nhưng mà anh mết răng kim cương mà. Đợi tân Mỹ đâu, sao có nước ép 25k được ta. Ghê vậy, sao ông kia chết được vậy. Trời ơi, Gamey Boy. Gì vậy. Rồi may anh mất có qua kia lo vụ nọ không. Thanh tẩy gì vậy? Thằng nào thanh tẩy cái gì vậy? Tao mới thấy cái thanh tẩy rõ ràng. À! Qua đó mà mất chạy luôn ngon rồi ha. Chắc mất mua cái sách cỏ ba lá sớm luôn quá. Hello. Ủa cái gì đây? Giật mình. À, tôi nhìn qua tôi nhìn thấy nó, tôi bị giật mình đó mấy ông nội. Con ô tô đây. Quá đã, tao đá một quả quá đã, lên sách hành gà luôn. Rồi thằng này nó không lên về thủy ngân luôn hả? Liều vậy? À anh đang rớt cái giao điện. Ê! Con TF mà nó lên được cái giao điện á anh em là em nè. Game này end luôn là đẹp. Cầm cái giao điện chơi. Nếu ai chỉ chơi TF lên giao điện nữa. Ngưỡng mộ anh Musk đã lâu. Mong có dịp được gặp anh ở Hà Nội. Trời ơi vậy thì nó quá dễ. Mới hai hôm trước nữa nè. Anh còn ngồi cái anh đang ăn cơm. Cái anh nhìn thấy cái hình mà cái mì gà tần á. Anh còn nói với lại chị Thùy là ôi nhìn món này thèm quá. Mặc dù đi Hà Nội mấy lần nhưng mà cứ mỗi lần thấy cái tấm hình đó thì lại thích muốn ăn. Nhưng mà lúc đi Hà Nội thì lại ăn. Ngộ. Lần sau đi Hà Nội có dịp đi Hà Nội sẽ thử. Phải thử bằng được cho cái món đó. Gì vậy? Cái gì vậy má? Đe start của tao. What the fuck? Có thiệt chứ mấy ông, hồi đó tôi còn biết là Nico đang đứng đó luôn á, tôi bị mất tập trung thế nào á. Ồ, ổn vậy. Rồi luôn. Tám sách rồi, cố lên. Học tài thi phận. Nhưng mà học tài thi phận là làm sao anh em? Cái nghĩa chính xác của nó là cái gì? À, thi vận hả? À, vận chứ không phải thật. Phận hả? À, vận hả? À. Là học thì giỏi nhưng mà vô thi thì bị tâm lý các thứ nên không làm được bài mà số ít thôi anh. Ê, cái đó không phải. Thì thật ra cái đó đâu phải là xui đâu. Cái chuyện mà bị tâm lý á, thì cái đó là cũng do mình không tìm hiểu. Thì cũng gọi là mình học chưa đủ.
học thì nó mang nghĩa rộng mà. Giống như đối với anh, cái chuyện tâm lý nó chưa bao giờ là cái chuyện mà gọi là, như hồi xưa mỗi lần mà đi thế giới đồ này nọ, mình hay nói là phải chi mà mình đánh mà không bị tâm lý thì mình này nó nọ đồ, đúng không? Đó, cậu mất 8 sách nữa. Nói xàm cái gì không biết nữa, nó mất tập trung nó nghe. Thôi nhưng mà tính ra là cái tâm lý á, khi mà mình hiểu thì mình có thể chuẩn bị trước tốt được. Ở rất nhiều phương diện, tâm lý là thứ có thể rèn luyện trước được mà. Đấy, sao mày bỏ? Quỷ hơi dứt này đổ. Chiến nó trả thù cho tao coi. Ừ, vậy đi. Trời ơi, cái gì mà con Jedi bắn hai luôn vậy? À, con cây xa níu xìu ông nội ơi. Nó 1 năm mà. Cho mình lại đi, đồ đặt niềm tin vào nó nha. Đây mới là hai thằng mà mình cần đặt niềm tin vào này. Cây xa nó ẵng thôi kìa. Tao smile như là cục tức nha. Ok. Ê, nó giỡn rồi mình đi. Ừ đó, tao đã giải quyết được. Tao giải quyết bài toán đó rồi đấy. Mất sách nữa, đồ. Chơi game cay thật. Nhìn chó hay dính chơi game lên đồ kìa. Lên áo chàng bóng tối lại chơi gai. Cái gì vậy? Thằng nào legendary vậy? Trời ơi, win luôn mà. Bên kia gà quá mấy ông nội ơi. Không có đối thủ xứng tầm gì hết trơn á. Chắc mai muốn gặp thách đấu chơi quá. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up.